mấy gốc thú. Con này dễ thương quá. Nhìn đây, em thích không? Nếu thích anh gấp cho. Như chỗ này khó gấp lắm. Em từng chơi với Chu Nghiên rồi, chả lấy được gì hết. Không khó đâu chứ. Chỉ cần quan sát gốc của cần gấp, căng chỉnh cần gấp theo dây. Khi cần duỗi ra phía trước cứ bấm nút. Cuối cùng để cần gấp thu dây lại là được. Nó phụ thuộc vào sự quan sát và phản ứng của em. Anh giỏi cả hai việc này. Em thấy chưa? Em thấy rồi đúng không? Đó là ví dụ khi em gấp dở. Ý anh muốn nói là đừng nên làm vậy khi gấp thú. Giờ sẽ cố hết sức đây. Được rồi. Lúc nãy em thấy rồi nhỉ? Được rồi, thử lần nữa. Lấy được rồi. Em thích anh quá. Em thích anh. Thử lại lần nữa nào. Ừ. Lý thuyết của anh có vẻ không ổn lắm. Búp bê ở đây cũng không đẹp nhỉ. Nhìn có vẻ hơi rẻ tiền đấy. Và dính đầy vi khuẩn. Nhưng mà nếu như em thích tới vậy, anh sẽ mua cho em một con đẹp hơn ở trung tâm thương mại. Nhưng con này dễ thương quá. Nó có ghi âm giọng được không nhỉ? Em thích kiểu này lắm. Song Kiều, đứng đợi anh đi, anh quay lại ngay. Cửa cái này đi. Leo lên đi. Xí con ngựa trắng chọn đó. Làm gì vậy? Leo lên đi. Anh đợi em ở ngoài. Anh chơi nãy giờ mệt rồi. Anh ngồi nghỉ trên ngựa gỗ cũng được mà. Hay là anh chụp ảnh cho em nhé. Ảnh lúc nãy chụp bị mờ. Ảnh em chụp ở đây sẽ đẹp lắm. Những điều tốt đẹp không chụp ra được đâu. Phải biết tận hưởng cùng với nhau. Đừng lo, có em ở đây mà. Thank you.